Nhân dịp Tết Nguyên Đán cận kề, sao Mai Lương Nguyệt Anh đã thực hiện một bộ ảnh với hoa đào trắng. Lương Nguyệt Anh chia sẻ, tôi rất yêu những loài hoa màu trắng, vì vậy, xưa nay Tết đến nghe về hoa đào trắng náo nức vô cùng. Đây là lần trước tiên tôi được ngắm thỏa thích những bông bạc đào, thấy tâm mình như tỉnh lại, hoàn toàn thư thái, bình yên trước sự tinh khiết, thoát tục của loài hoa quý này, Nguyệt Anh nói. Gặp được những cây đào trắng yêu thích, Lương Nguyệt Anh mê mải tạo dáng chụp. Cô cũng không quên diện bộ áo dài thanh lịch để đi ngắm hoa đào. Không chỉ được chìm đắm trong màu trắng quý hiếm, thanh tịnh của sắc đào trắng, Lương Nguyệt Anh cũng dành thời gian thưởng lãm những cây đào rừng với nhiều sắc màu khác nhau.